Hello xin chào bác, em là Minh Tia Chớp thì hôm nay em có về chiếc Seiko Preset SRX061 Một trong những chiếc đồng hồ cực kỳ hiếm thời điểm hiện tại của nhà Seiko Cho dù nó mới ra mắt thôi các bác nhé à, Tại sao nó lại hiếm đến như vậy thì xin thưa với các bác Đây là một con đồng hồ với mặt số được làm bằng sứ Arita Bằng sứ các bác nhé Nguyên một mảnh sứ kiểu như dạng chén sứ bát sứ đấy Đấy thì mặt số con này được làm bằng sứ Arita Hoàn toàn là thủ công do nghệ nhân Hashiguchi đứng ra hoàn thiện Không phải ngẫu nhiên mà nó Một chiếc đồng hồ với bộ máy 6R35 và 70 giờ tích cót cơ bản Nhưng lại có mức giá niêm yết lên đến gần 1.300 đô Tức là nếu mà nhân chay với tiền Việt Thì con này nó đã có cái mức giá dao động tầm trên 30 triệu rồi còn nếu mà phun thuế phí về thị trường Việt Nam thì con này sẽ có mức giá dao động tầm khoảng 40 đến 45 triệu. Nhưng mà đảm bảo bây giờ thì không thể kiếm được con này ở ngoài thị trường đâu các bác nhé. À, tuy nhiên thì các bác chỉ cần để bỏ ra mức giá là 18 triệu 500 ngàn để có thể sở hữu SRX 061 một chiếc với tình trạng rất rất ok, rất mới, mới đến 97-98% Gần như chỉ có vài cái phẩy lông mèo rất rất ít thôi 18 triệu 500 ngàn nhé các bác nhé Nhưng mà bây giờ để em nói ra cái ưu điểm của SRX 061 này Thứ nhất thì uh, nghệ nhân Hashiguchi là một trong những nghệ nhân làm sứ hàng đầu của Nhật Bản và ông đã đứng ra để sản xuất ra cái mặt sứ cho chiếc SRX061 này. Thì ưu điểm của mặt số SRX061 so với những chiếc mặt men thông thường thì các bác phải để ý nhé. Mặt sứ thì với mặt sứ thì các bác sẽ thấy là cái độ bóng và độ sâu, cái độ thật màu, độ nét của màu bao giờ nó cũng sẽ cao hơn là so với mặt men thông thường, mặt men enamel đấy. Thế cho nên nếu mà trong cái bảng giá thì các bác sẽ phải xếp hàng với những mặt số thủ công của nhà xe cô Hiện tại bây giờ thì rẻ nhất vẫn là mặt men, animal Sau đó là đến mặt sơn mài Và tiếp đó đắt nhất thì nó sẽ là mặt uh, sứ, arita Cụ thể như chiếc em đang cầm trên tay này Và trên đó nữa thì có thêm một cái dòng nhỏ nhỏ nữa đó là simple animal Tuy nhiên thì simple animal bây giờ thì cũng rất là hiếm hàng rồi nhưng mà thôi bỏ qua cái câu chuyện đấy thì chúng ta đến với ưu điểm nữa của mặt sứ thì chúng ta phải kể đến đó là độ bền Với một chiếc mặt thông thường, mặt thép thông thường, mặt mạ thông thường hoặc là mặt men đi Thì các bác phải để ý nhé Với một chiếc mặt thông thường thì nó rất có thể bị ảnh hưởng bởi thời gian Đó nhất là xâm nhập bởi nước nó cũng bị ảnh hưởng Tuy nhiên với mặt sứ thì sao? Mặt sứ nó cực kỳ lạnh bền có khả năng chống nước cao và gần như độ bền của mặt sứ nếu các bác dùng giữ thì nó có thể kéo dài đến vài chục năm ba bốn chục năm thậm chí là năm sáu chục năm cái đấy là còn tùy vào cái độ giữ của các bác nhé chứ còn bản chất của mặt sứ thì nó đã rất rất là lành rồi nó gần như là không bị ảnh hưởng bởi những cái chất hóa học hàng ngày hay là những cái kiểu dạng như là nhiệt độ hay là độ ẩm vì vậy mà nó gia tăng được cái độ bền cho mặt số cũng như là giữ được cái độ đẹp sau một thời gian dài sử dụng Và đó là những cái ưu điểm lớn nhất mà mặt sứ đem lại cho các bác Và tất nhiên là một chiếc mặt sứ được hoàn thiện thủ công do nghệ nhân Hashiguchi nó lại càng có cái giá trị hơn Sứ Arita, các bác nhìn thấy không? Cái mặt của nó bao giờ trông nó cũng trong hơn, bóng hơn, sâu hơn Cái màu sắc trông nó sẽ thật hơn so với mặt men thông thường rồi, thì với SRX 061 thì hiện tại thì em đang có một chiếc với tình trạng mới 98/99% đấy. Nói thật với các bác là con này rất rất mới luôn, gần như là hoàn hảo. À, với chiếc SRX 061 này thì chúng ta sẽ thấy là đi theo nó sẽ là một bộ dây da cá màu nâu cánh dán rất đẹp và đặc biệt là nó sẽ rất mềm nữa các bác nhé. Đó, một chiếc khóa bướm với logo của Cycle ở trên. Bấm mở chức năng tiện lợi Về thiết kế của Cycle SRX-061 Thì chúng ta vẫn sẽ thấy là nó đi theo Cái định hình thiết kế của dòng preset Với phần càng cong mềm mại và ôm tay à, Nửa trên của phần càng Thì chúng ta sẽ thấy một cái đường đánh xước Rất là mềm mại ở đây à, Nói chung là về độ hoàn thiện của SRX-061 Thì cũng không phải là dạng vừa đâu các bác Phần viền bezel nó sẽ được đánh bóng Kiểu dạng sáng bóng như gương vậy Đó một kiểu dáng rất là quen thuộc trên những dòng Cycle Preset đúng không Nó đem lại cho chúng ta một cái độ ôm tay rất là tuyệt vời à, Với một chiếc size 40.6 độ dày 12.4 và lắc tu lắc tầm khoảng hơn 48 Tuy nhiên nếu anh em cổ tay khoảng tầm 15.7 như em đeo đã rất là đẹp rồi Và các bác có thể nhìn thấy một chiếc mặt xứ bao giờ cái mặt số của nó cũng trong hơn sáng hơn rất nhiều So với một chiếc mặt mạ thông thường Trông rất là sang đúng không các bác Và trên đó thì chúng ta có một bộ kim với một màu xanh deep blue lên màu phải nói là rất đẹp Các bác yên tâm nhé Với size 40.6 thì gần như là đại đa số cổ tay của anh em Việt Nam Đều có thể đeo được và đeo rất đẹp à, Tiếp đó là kính sapphire Thiết kế theo kiểu dạng cu vét hơi cong Và được à, phủ chống lóa một lớp Mặt kính của nó thật sự là sẽ rất trong à, Núm sẽ có logo của Seiko này Mặt hông thì nó sẽ được đánh bóng toàn bộ Nói chung là về độ mới của em nó Thì các bác yên tâm đi Độ mới rất là hoàn hảo Bộ dây này các bác nhìn này dây gần như chỉ sỏ lỗ một vài lần kiểu dạng hàng trưng bày cho khách thử thôi ừ, rồi tiếp đến là chiếc đồng hồ này thì chúng ta cũng sẽ có một cái mặt số vô cùng đẹp đúng không ạ và như em có nói ở đầu video thì mặt số này là mặt số bằng sứ Arita do nghệ nhân Hashiguchi đứng ra để hoàn thiện và sau này thì khi mà hoàn thiện xong cái mặt sứ này thì họ đã vẽ lên những cái cọc số và điểm nhận biết rõ hơn với RRDS061 thì chúng ta sẽ có góc 12 giờ được làm bằng màu sơn đỏ. Các bác phải chú ý nhá bởi vì sẽ có một mẫu nữa của nhà Seiko với thiết kế tương tự nhưng là mặt men với mức giá thấp hơn. Còn mà trước mà em đang cầm trên tay ở đây đó là mặt sứ. Mặt sứ các bác nhá. Mặt sứ nó đắt hơn rất rất nhiều đấy. Nếu mà trong cái thang giá cơ bản của nhà Seiko thì một chiếc mặt sứ nó sẽ đắt hơn khoảng độ 2 đến 30% so với một chiếc mặt men thế cho nên là cái cái mức giá chênh nhau giữa hai con cho dù là nó sẽ na na nhau nhưng mà cái mức giá chênh của nó cũng khá là lớn đấy các bác nhé và tất nhiên là cái mặt sứ này thì nó hoàn thiện phải nói là vô cùng công phu hoàn thiện là lên men rồi đem đi nung nói chung là những cái thao tác này thì gần như là sẽ không có được phép sai số bởi vì gần như là một cái sai số nhỏ thôi thì nó cũng sẽ tiễn cái mặt số đấy ra bãi rác rồi Thế cho nên là cái mặt số của SRX061 như Hashiguchi đã từng nói thì cái tỷ lệ hư hỏng nó rất là nhiều. Và nhiều khi là gần đến công đoạn cuối cùng rồi ông còn phải cắn răng để vứt đi những cái mặt số đấy. À, phải nói là vô cùng công phu. Và đối với người Nhật thì cái sự kỹ tính nó cũng là một cái đức tính tạo nên cái độ uy tín cho những sản phẩm xuất phát từ Nhật Bản. Và trong cái tầm giá này, nói thật với các bác là trong cái tầm giá này mà nhìn sang mấy anh em thị sĩ thì chắc chắn là sẽ không mua được một chiếc mặt xứ đâu. Mặt sứ Thụy Sĩ cũng có nhưng mà không hề rẻ. Với một chiếc mặt sứ thông thường của Thụy Sĩ thì giá rẻ nó cũng phải rơi vào tầm khoảng 5 đến 6 000 đô. Còn ở đây nếu mà mình tính ra cái mức giá niêm yết của con này nó chỉ có là 1.300 đô thôi. Tức là nó rẻ hơn rất nhiều so với những chiếc chung chủng loại đến từ Thụy Sĩ. Đấy, tất nhiên nhá, cái mức giá của em mình nó còn hấp dẫn hơn nữa, 18.500, suy nghĩ gì nữa các bác, quá ngon rồi và sau khi hoàn thiện xong mặt số đem nung rồi thì họ cũng tiến hành làm những cái cọc số này rồi tiếp tục những cái công đoạn nung tiếp theo bộ kim nổi trội trên chiếc SRX 061 này cũng là một cái điểm nhấn khiến cho nhân vật của chúng ta trở nên hoàn hảo hơn với một bộ kim được làm với gam màu xanh deep blue vô cùng vô cùng đẹp thấy các bác nhìn nào khi mà lên màu này quá là tuyệt vời luôn và đúng với tính chất là một chiếc cycle reset cho nên là thiết kế cọc la mã cũng như bộ kim la liễu sẽ khiến cho chiếc đồng hồ chúng ta sẽ phù hợp nhất đối với những anh em mà dân văn phòng công sở thích những chiếc đồng hồ có thiết kế đơn giản, không quá là màu mè. Nhưng với SRDX061 thì các bác cũng sẽ thấy được cái sự hoàn thiện tỉ mỉ trên thiết kế của chiếc đồng hồ này. Rất mịn màng các bác nhé. Đấy, với một chiếc mặt xứ thì bao giờ các bác cũng sẽ thấy là cái độ mịn màng rất lớn đến từ cái mặt số Độ hoàn thiện cọc kim của nhà Seiko luôn là best trong tầm giá rồi Hoàn thiện thân vỏ cũng vô cùng vô cùng tốt Rồi Tiếp đến thì chúng ta sẽ có những cái thông số cơ bản như là kính sapphire chống nước 13 tương đương 100m logo Seiko made in Japan Vành tóc được trang bị trên 6R35 cỗ máy của SRX 061 cũng sẽ được trang bị vành tóc chống từ rồi các bác nhé thân thép không dỉ này đấy mà sau thì có chút xước giam nhẹ này. đó rồi 6R35 thì chúng ta sẽ có một con máy với 70 giờ tích có, automatic có hỗ trợ có tay dừng kim dây vành tóc kháng từ và khả năng đai sốc khả năng chống sốc cũng khá là tốt và cụ thể mặt số chính là cái điều làm nên sự khác biệt của SRX 061 so với những mẫu 6R35 cơ bản còn lại và tất nhiên là cái mức giá của nó niêm yết thì không hề rẻ và thực sự bây giờ là SRX061 cũng cực kỳ hiếm ở trên thị trường rồi. Bởi vì thực ra là so với những chiếc đồng hồ khác chung chủng loại mặt sứ Arita à mặt sứ thì SRX061 được định giá là một chiếc đồng hồ tương đối rẻ so với cấu hình mà nó đem lại. Chúng ta có dây da cá sấu mềm này, khóa bướm này, kính sapphire cuvet có phủ chống lóa, mặt sứ Arita, máy 6R35 có vành tóc kháng từ và chữ cót lên đến 70 giờ quá nhiều đúng không ạ mà giá hiện tại giao lưu với các bác chỉ có 18 triệu 500 ngàn tức là sao tức là nó chỉ bằng một chiếc 4R35 Gen Garden các bác để ý nhé chỉ bằng một chiếc 4R35 Zen Garden không có gì đặc biệt còn đây là một chiếc 6R35 máy đã cao hơn rồi lại còn mặt sứ Arita nữa cân nhắc các bác nhé độ mới đang còn rất cao à, thì tất nhiên là nó cũng sẽ có sức rắc răm nhẹ rồi nhưng mà thực sự các bác là nó không quá ảnh hưởng đến mặt thẩm mỹ bởi vì các bác có thể nhìn thấy này, gần như là toàn bộ phần thân vỏ của nó gần như là chưa có sức sát gì cả quá đẹp luôn đấy đấy và cái phẩy lông mèo không đáng kể rồi 18 triệu 500 ngàn bảo hành 24 tháng miễn phí tất cả các lỗi riêng rơi vỡ bọn em hỗ trợ 50% và cam kết là đền gấp 10 nếu phát hiện đồng phách. Mọi thông tin liên hệ thì em để phía dưới phần tiêu đề cũng như là mô tả. Tất nhiên là đối với những sản phẩm giá trị cao này mong các bác thông cảm là bọn em sẽ yêu cầu cọc trước từ 15 đến 20% giá trị của đồng hồ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo.